thì đấu đáp và đánh chậm liên ba, đánh chậm liên ba chúng ta đánh liên tục các bạn. Đến phần điệp khúc chúng ta có cái phần điệp khúc một liên ba như một nốt đen các bạn chập vô, đó là phần chập điệp khúc. Đây là phần chập điệp khúc thì đâu đó. Chúng ta kéo ngược các bạn. Sau phần này là chúng ta đi đến phần đánh xì lô đốc mà chúng ta có phần đánh nghịch các bạn. Xì lô đốc mới được gọi là xì lô đốc mới các bạn. Điệu xì lô đốc các bạn, chúng ta thấy là đây là phần cú pháp rải, chúng ta thấy là đô thì nó đô mi son đô, đổi từ đô toàn là liên ba các bạn, từ đô sang la thứ cũng là liên ba, đến rê thứ rồi đến mi bảy vân vân. Đây là cú pháp căn bản của cô điệu xì lô đốc các bạn. Đánh rải thì ta có thể đánh, các bạn lưu ý là khi chúng ta đánh trên ngón trên tay này các bạn thấy chúng ta sẽ nói luôn hai phần, một phần đánh một bên và một phần đánh hai tay nữa các bạn. Chúng ta thấy đây là cú pháp chung chúng ta đánh. Chúng ta sẽ điểm thế này các bạn. Đồ thì chúng ta đánh ngón một ha. Đây là tay phải. Thấy không? Các bạn chưa quen cái này thì chúng ta thấy là đồ mi son, chúng ta đánh một, ngón hai, ngón ba, ngón năm, thấy không? Đồ mi son. Đồ mi son là một phát tức là liên ba. Rồi. Đô mi son là đô son vậy thôi. La thứ. Nào. Rê. Mi bảy. Các bạn lưu ý là khi chúng ta đổi á, khi ta đổi ta phải lưu ý, ví dụ nè, đô mi son đô ha. Ta đổi từ đô qua pha thì chúng ta rồi tới đây chúng ta bắt ngón xuống dù nữa, dù xuống qua ta đổi đây. Giờ chúng ta phải học đổi cho nó chính xác các bạn, để sau này chúng ta khi mà chúng ta đệm á chúng ta mới quen được. Khi ta đánh la, thấy không, la đô mi, chúng ta đổi tới đây, ta đổi cái ngón này luồn xuống. Rồi đây là rê thứ các bạn. Rồi khi mi bảy thì chúng ta nhảy lên. Và khi mà đề la chúng ta về bên đây. Đây là cái phần mà thực tập, cho đó chúng ta phải tập trên cái bài nữa các bạn. Thì chúng ta thấy đây là hợp âm, cái hình nốt của cái xì rô rải giai điệu. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách đánh trên cái đờn ha. Chúng ta sẽ coi cách đánh trên cái đờn để chúng ta quen đây đầy đủ của cái hợp âm. Cách điểm của xì lô đốc mà điệu phăng, tức là phần chập điệu khúc các bạn, ta đọc là chát 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 chát, thấy không, chát 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 chát, tức là nó cái liên ba đi trước các bạn. Các bạn lưu ý các ha, liên ba sẽ đi trước, chẳng hạn như đô nè, chát 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 pha, thấy chưa, son, thấy chưa, các bạn lưu ý cái đó, tức là chập điệp khúc. Rồi ngoài ra chúng ta có cú pháp thứ ba, tức là cú pháp mà nó chập liên tục, ta đánh là chát 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 chát. Các bạn thấy đây là đầy đủ của điệu xì lô đốc, thì nó còn có ba cú pháp đó. Cú pháp đầu tiên là rải, là chập điệp khúc và cú pháp giai điệu, sau đó là chúng ta bè swing. Thì chúng ta sẽ có một phần thực tập trên cây đờn để chúng ta thấy. Rồi sau cái phần mà thực tập cây đờn á, chúng ta có phần bài minh họa. Bài minh họa sau đó là tới cái phần bài minh họa phan và cái phần tăng của điệu xì lô đốc. Nói chung phần minh họa các bạn, về cái phần xì lô đốc á, chúng ta thấy là chúng ta có thể đánh hợp âm đây cũng được ha, đây cũng được, tùy theo mình ha. Ở đây cũng được ha. Ta để bên đây ta đánh thì các bạn nhớ là bên đây là đô thì chúng ta phải đổi là đô ha. Vậy ha, ta thấy là đô nè.
pha. Re re son. Thì tôi đã nhớ cái này là cũng là son. Ta phải đổi đồng nhất nha các bạn, để ta phải lộn đây son ha. Ta phải lưu ý cái này. Khi ta đổi đây là đô. Đổi qua pha. Ta đồng nhất đây là pha thì ta đổi. Son. Các bạn lưu ý tức là cho đổi chế đồng nhất ha, chẳng hạn như cái đoạn này. Thì cái này nó hơi cao, chúng ta đánh vô một cái bài hạ trắng đi ha, chúng ta sẽ giảm xuống. Chúng ta tempo. Tôi sẽ tempo xuống chút các bạn. Ngồi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay từ xuống rê. Nào. Rê. Nắng qua mặt buồn đường hoa bướm say, chúng ta bên 17 các bạn. Các bạn lưu ý cái hợp âm cho nó đồng nhất ha. Đó là cái cách đánh. Nè, chúng ta đổi la, ví dụ la đây. Ta đổi gần nè. Cho các bạn dễ thấy, chứ đỉnh đâu cũng được, hay đây cũng được, cái gì nè. Ta giảm này xuống chút, mấy không vậy nè. La. Nè, la nè. Rê, nào. Mi. Các bạn lưu ý cái nhịp cho nó đúng trên cái thang của đường trống ha, vậy nè, la nè, hay vô nè. Nào. Xuống rê, nào. Mi. Nào. Nó đánh chặt. Nào. Nó chặt liên ba. Xuống rê. Nào. Mi 7. Nó có phần điệp khúc các bạn, ví dụ. Nào. Nào. Rê. Nào. Mi. Thấy chưa? Hay là chúng ta đánh này. Nè, ta đánh nhịp cũng được ha. Thấy chưa? Rê. Nào. Mi. Nào. Hay là cách điểm cái điệu mà điệu xì lô mới nè nè. Thường á, khi mà chúng ta feel các bạn nhớ mà cắm ta mà bấm bằng feel, ta kéo đờn. Nào, anh lại. Ta kéo từ dưới lên, kéo từ dưới này cái đĩa máy nè ha. Ta đánh nhẹ các bạn. Đây là cái cách đánh xì lô rắp căn bản để chúng ta biết khái niệm, mà sau đó chúng ta có những cái bài mẫu minh họa thì nó có phần phân các bạn coi ha. Thì bên cạnh cái xì lô róc á, trước khi mà cái bài mẫu minh họa, chúng ta có những cái câu dạng hài như là ví dụ hết câu ta phải đánh như các bạn trong cái phần này không, thì ta sẽ có cái nốt kèm theo, ví dụ nhiều tông la ta đánh là xì đô rê 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 đô xì la, nó sẽ có cái phần phân kèm theo như các bạn, thấy không? Ví dụ cái mẫu đó thì lát nữa chúng ta sẽ coi trong cái văn bản, ví dụ như cái mẫu này mi rê đô rê, hay là la xì đô rê 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 đô xì la, hay là mà thường thường nó có cái mẫu, những cái mẫu đó, hay là thường thường ta thấy có là bốn cái mẫu mà chúng ta có thể đánh trên la, còn nếu mà đánh trên tông rê thì chúng ta cũng chế lại ra nhiều đó. Chúng ta đánh theo cái câu đó thôi. Ví dụ như hết bài chúng ta đánh cái mẫu một là ví dụ la si đô rê ha, la si đô rê 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 đô si la. Hay cái mẫu thứ nhì mi rê đô si đô si la la, hay là la si đô son qua mi rê mi, hay là
mẫu mà chúng ta thường hay gặp đó các bạn. Đó là những cái mẫu mà chúng ta thường hay gặp. Lát nữa thì chúng tôi sẽ cho coi các bạn coi cái phần phân của nó trên cái này chúng tôi có, thì lát tôi sẽ cho các bạn. Thì các bạn nhớ là những cái mẫu phân, ví dụ là si đô rê ta xuống rê, cái thứ nhì mi rê đô si đô si la la, hay là si đô son ba mi rê mi, cái câu thứ tư. À, đó là mấy cái mẫu chúng ta sẽ coi cái mẫu đó. Vậy chúng ta coi mấy cái mẫu này có thể dùng chung hết được các bạn, có thể dùng chung hết các bạn thấy đấy. Nếu ta đánh cái này ta có thể dùng chung được ha. Dùng hết câu là gì đâu, nếu cái đóng bài hạ trắng rồi em cho nên chết trên sông dài, ta đánh hay các bạn thấy không hả? Chúng ta đã áp dụng câu đó ha. Hay là câu đêm cuối. Người ta đã quên thật rồi, là gì đâu thành. Chúng ta những câu kết là ví dụ đại khái là chúng ta có những câu kết đó các bạn. Ngoài những câu kết đó ra thì có những câu phân giữa ha. Phân giữa hay là những cái phần intro đầu. Những câu kết này thì dùng chung được, còn những bài, mỗi bài nó sẽ có cái phần phân riêng, chẳng hạn như là bài dân ca hay là bài gì đó, thì nó sẽ có phần phân riêng. Xin cảm ơn các bạn. Thấy rằng nó thông dụng như cái này nè. Mi, rê, đô, si, la, la. Thấy không? Thấy không? Mình mới vừa đánh hồi nãy các bạn. Thấy không nè. Mi, rê, đô, mi, đô, rê.